Các bạn đến với Mimin Tarot, mình ở đây để trải những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Ngày hôm nay thì mình đem đến nhá, cái chủ đề đó là hành trình tìm về với bản thân của bạn như thế nào. Thì đối với mỗi chúng ta thì có thể sẽ có những lúc mà không biết bản thân mình là ai và cái mục đích của mình là gì. Thì hôm nay mình đem đến cái chủ đề này với ba sự lựa chọn. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một sự lựa chọn. Ok, chúng ta đến với số 1. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Thì với câu hỏi là hành trình tìm về bản thân của bạn như thế nào, thì mình thấy về cơ bản ấy, bạn là một cái người đã khá là trưởng thành, hoặc là trong cái suy nghĩ của bạn, bạn là một người rất là chín chắn rồi, là một người có tầm nhìn xa rồi, và giống như là cũng đã hiểu thấu được những cái bài học cơ bản nhất rồi. Thì mình không biết là bạn rơi vào trường hợp nào mà dẫn đến cái tình trạng chín kiếm, khổ sở, mệt mỏi. Có thể cái tình trạng mà bạn rơi vào đó, có thể là nếu như mà nó liên quan đến tình yêu ấy, thì đó là một cái tình yêu không cân bằng. Có một người yêu một người hơn, có một người cho nhiều hơn, còn người kia chỉ biết nhận. Có thể bạn là cái người trong cái mối quan hệ đó, bạn cho nhiều hơn. Chính vì vậy khi mà bạn không được đáp ứng lại được những cái mong muốn của bạn ấy, thì bạn cảm thấy vô cùng đau khổ và mệt mỏi. Bạn đánh mất đi cái sự cân bằng vốn có của bạn, bạn đánh mất đi cái khả năng nhìn nhận tất cả mọi chuyện. Bạn tự đánh lừa bản thân mình rất là nhiều. Thì mình thấy bạn đã có một cái khoảng thời gian rất là mệt mỏi, có thể là ở hiện tại hoặc là trong quá khứ. Thì bạn trằn trọc, lo âu, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Mình thực sự sợ 9 kiếm còn hơn cả 10 kiếm cơ. Bởi vì nó giống như là một cái sự ám ảnh gì đó, nó không thể dứt ra được. Còn nếu như là 10 kiếm thì là đã là đâm đến cái mức cuối cùng rồi. Mình cảm nhận là bạn đã trải qua rồi. Còn nếu như mà bạn chưa trải qua ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ làm được thôi. Mình cảm nhận là bạn đã trải qua rồi. Và bởi vì sao bạn có thể trải qua được? Đấy là bởi vì trong cái bản chất, cái con người bạn ấy, mình cảm nhận là bạn đã có một cái sự nhìn nhận nó rất là đúng đắn rồi. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó bạn yêu người kia quá, bạn dành quá nhiều cho cái tình cảm đó, cho nên là bạn tự đánh lừa bản thân mình thôi. Và mình thấy là bạn đã vượt qua được, và bạn đang trên cái hành trình tìm về được với bản thân, tìm về được cái sự bình yên ở trong bản thân bạn. Bạn đang dần dần lấy lại được cái sự cân bằng. Và mình thấy là bạn rất là khéo léo, là kiểu biết cách làm thế nào để có thể vượt qua được cái nỗi mệt mỏi, cái sự ám ảnh của bạn. Thì mình thấy là bạn đã cho mình, có thể đã và hoặc là sắp tới thì bạn sẽ cho mình cái sự khởi đầu mới ở đây, một cái cuộc sống mới với những cái niềm tin và cái niềm hy vọng. Mình cảm giác như bạn cũng đang chờ một ai đó bước vào trong cuộc sống của bạn. Thì mình thấy là có đấy, có một soulmate ở đâu đó trên cái cuộc hành trình cuộc đời bạn đang chờ bạn ở phía trước. Nhưng mà ở đây thì chưa hiện rõ, nên cho nên là mình nghĩ là cũng chưa đến gần lắm đâu. Và cái lời khuyên dành cho bạn đó là chìa khóa của cái việc cầu nguyện đó là hãy quên đi những gì bạn nghĩ bạn cần. Có nghĩa là nếu như mà bạn đang mong chờ một ai đó bước vào trong cuộc sống của bạn ý, thì hãy quên cái điều đó đi và hành động, sống như là bạn đã có cái người đó trong cái cuộc sống rồi. Chúng ta thì ai cũng muốn là được gặp được những cái người tốt, người yêu mình, rồi người giàu có, rồi người thế nọ thế kia, đẹp trai xinh gái. Thế nhưng mà chúng ta phải chính là chính những cái thứ mà chúng ta muốn đã, đúng không? Và mình thấy là ở phía trước đang chờ đợi bạn với cái niềm hy vọng này, những cái giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực chắc chắn. Và hãy chú ý đến những cái dấu hiệu mà vũ trụ nhắc nhở bạn
Mình thấy là bạn cũng có một cái trực giác khá là mạnh đấy, bởi vì mình thấy là bạn cũng đạt đến một cái sự trưởng thành nhất định trong cái suy nghĩ rồi. Thì có thể trước khi gặp cái người soulmate này thì bạn sẽ nhận được một số những cái gợi ý, những cái dấu hiệu từ vũ trụ, cho nên là hãy lắng nghe một chút. Đối với những bạn mà vẫn còn đang chìm trong cái chín kiếm ấy, chìm trong cái sự đau khổ mà mệt mỏi ám ảnh ấy, thì bạn sẽ vượt qua được thôi, sẽ tìm lại được cho mình cái sự bình yên. Và bạn nhận ra rằng là tất cả những cái gì mà bị đánh đổi bằng cái sự bình yên của bạn thì đều không đáng. Và bạn hoàn toàn có thể vượt qua được. Cái quan trọng đó là bạn đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy quyết tâm tiến lên được phía trước, tìm lại cho mình được cái sự cân bằng. Những cái điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước, những cái niềm hy vọng. Ok, chúng ta đến với số 2. Chào các bạn đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Với cái câu hỏi đó là hành trình tìm về bản thân của bạn như thế nào, thì mình thấy có thể là bạn là một cái người còn trẻ. Có thể là còn trẻ hoặc là trong cái suy nghĩ, không không liên quan đến tuổi tác nhé, có thể là trong cái suy nghĩ của bạn thì bạn cũng còn khá là ngây thơ, khá là trẻ, cái kinh nghiệm sống nó cũng không 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 được nhiều nhiều lắm. Đấy là một số trường hợp thôi, còn một số trường hợp khác thì là có thể là cái trải nghiệm của bạn cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà bạn là một cái người không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Ok, mình thấy là ở trong quá khứ ý, mình thấy cái cuộc hành trình mà bạn tìm về với bản thân của bạn ấy, nó giống như là một cái vòng luẩn quẩn, nó cứ lặp đi lặp lại. Mình không biết bạn đã trải qua vấn đề gì để mà khiến cho bản thân bạn rơi vào cái tình trạng mất phương hướng. Có thể nó liên quan đến tình yêu. Nếu như nó liên quan đến tình yêu, cũng có thể liên quan đến bất kỳ vấn đề gì, ví dụ tình yêu, gia đình hay là công việc chẳng hạn, thì bạn cứ áp dụng nó vào cái trường hợp của bạn. Nếu như là trong tình yêu thì có thể đây là một cái mối quan hệ ba người. Bạn này mối quan hệ ba người hoặc là bạn đã trải qua một cái sự rất là đau khổ. Rất đau khổ, rất là mất mát, tan vỡ. Và bạn bế tắc giống như là cái chàng trai treo mình ở trên cái cành cây ấy. Bạn bế tắc. Và có những cái lúc mà mình thấy là bạn đã quyết tâm vượt qua được cái câu chuyện cũ rồi, những cái điều đau khổ, những cái điều mà nó dìm bạn xuống rồi. Thế nhưng mà có những lúc bạn đã tưởng là mình đã thoát ra được khỏi rồi, thế nhưng mà thực sự thì bạn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được, bởi vì bạn vẫn còn những cái vấn đề ở trong cái bản thân của bạn cần phải giải quyết, cần phải làm rõ. Chính vì vậy mà bạn lại một lần nữa, không phải lại một lần nữa mà là có thể là ví dụ như bạn tưởng như mình thoát ra được rồi, bạn vui vẻ yêu đời được một thời gian, nhưng sau đó thì cái cảm xúc của bạn nó lại kéo bạn về với cái trạng thái chín kiếm này, mệt mỏi, trầm cảm, mất ngủ là như thế này. Giống như cái người người này ở đây, họ ôm mặt đau khổ. Và mình cảm thấy là đây là cái tình trạng cứ lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống của bạn, tức là bạn vui vẻ, thế sau đó rồi thì là bạn lại rời về cái tình trạng cũ, rồi bạn lại tìm cách vượt qua nó, rồi bạn lại bế tắc một lần nữa. Thì cái lý do ấy mà bạn cái lý do mà bạn cứ lặp đi lặp lại như thế là bởi vì bạn vẫn chưa hoàn toàn giải quyết triệt để được những cái điều ẩn khuất ở bên trong cái con người bạn, hoặc là bạn chỉ là bạn tìm quên ở một cái thứ gì đó, ví dụ như là bạn chơi game hay là bạn làm gì đó để quên đi, vui vẻ thôi. Sau đó thì khi mà hết rồi, đi chơi với bạn bè vui vẻ xong rồi về thì lại cảm thấy đau khổ, lại cảm thấy cô đơn, lại cảm thấy một mình. Thì lời khuyên dành cho bạn đó là hãy nhìn xa hơn một chút và hãy hoàn toàn giải quyết triệt để những cái gì mà còn tồn đọng ở trong cái con người bạn. Và tồn đọng ở trong cái con người bạn, và bạn sẽ làm được, bạn sẽ làm được, có một cái tương lai tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp đang chờ bạn, những cái niềm vui, sự ăn mừng chờ bạn ở phía trước, nhưng mà nó đòi hỏi bạn phải
vượt qua được cái vòng luẩn quẩn của cái sự đau khổ này. Mình thấy là có thể bạn sẽ gặp được những cái người giúp đỡ bạn trên cái cuộc hành trình tìm về với bản thân. Và hãy vui vẻ lên, hãy vui tươi lên. Thật ra nhá, cái hành trình mà chúng ta chữa lành nó không phải là một cái đường thẳng, mà nó là một cái vòng xoắn ốc. Khi mà chúng ta nhìn từ trên xuống dưới ấy, thì có thể là bạn vẫn thấy là bạn đứng nguyên ở cái vị trí đó. Cho nên là nhiều khi bạn sẽ cảm thấy là mình rất là bất lực, bởi vì tại sao mình không thể nào mình vượt qua được, mình cứ thoát ra được rồi mình lại quay trở về với cái vòng cũ. Thì thật ra là bạn đang đi sâu hơn vào cái vòng ở bên trong thôi. Và mình thấy là cái tương lai của bạn ấy là bạn sẽ có thể có được những cái niềm vui, những cái sự ăn mừng. Và bạn thực sự sẽ làm chủ được cái cuộc sống của bạn, làm chủ được cái cảm xúc của bạn. Và bạn sẽ không bị kéo lại một lần nữa đâu. Nhưng với điều kiện là bạn phải giải quyết triệt để hoàn toàn những cái thứ mà còn tồn đọng. Không có đường vòng cho cái việc đối mặt với cái sự đau khổ nào cả, mà bạn phải xuyên qua nó. Ok, đó là tụ bài số 2, chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3 đây. Đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, với cái câu hỏi đó là hành trình tìm về với bản thân như thế nào, của bạn như thế nào. Thì xin tất cả cho cái tụ 3 này một tràng pháo tay. Mình thấy là các bạn đã làm rất là tốt cái cuộc hành trình tìm về với bản thân của bạn. Trước đây ấy, thì trước đây ấy, thì mình thấy là bạn mình thấy là trước đây có thể bạn đã trải qua một cái sự đấu tranh gì đó rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi với cái lá năm gậy ấy. Đấu tranh có thể là đấu tranh với chính bản thân bạn. Và sau cái sự đấu tranh đó ấy, thì mình thấy là bạn đã quyết định kết thúc một cái vấn đề gì đó. Có thể là một mối quan hệ, một công việc, hay là một cái con người cũ của bạn. Và bạn giống như là một con phượng hoàng lửa đây. Tức là con phượng hoàng lửa này thì nó sẽ tự thiêu nó để nó có thể thoát xác và trở lên đẹp hơn. Bạn cũng giống cái con phượng hoàng đó, dường như là bạn đã quyết tâm rời bỏ cái tình huống, cái sự đấu tranh ở trong cuộc sống của bạn, trong những cái vấn đề của bạn, và cho mình một cái sự kết thúc để bạn được khởi đầu thêm một lần nữa. Thì mình thấy đây có thể là một cái sự, ở đây có khá là nhiều lá, mình cảm giác được là một cái sự về, có thể là đối với một số bạn là việc thức tỉnh tâm linh ấy. Thì mình thấy là nếu như mà với những cái bạn mà đang trên cái cuộc hành trình mà tìm về với bản thân ý, vẫn đang trong cái quá trình lột xác, trải qua những cái sự đấu tranh ý, thì sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ làm được thôi. Và bạn sẽ tìm lại được cái ánh hào quang, tìm lại được cái ánh hào quang, cái sự chiến thắng của bản thân. Vì bạn đã chiến thắng chính bản thân bạn, chiến thắng cái tình huống. Và bạn hiểu rõ được bản thân bạn, rằng bạn xứng đáng với những cái điều gì, với những cái điều tốt đẹp hơn chờ bạn ở phía trước. Bạn quyết tâm rời bỏ cái tình huống, rời bỏ cái con người cũ của bạn mà nó không còn phù hợp nữa. Bạn làm chủ cuộc sống. Bạn làm chủ cuộc sống giống như cái vị nữ hoàng gậy ở đây. Thì giới tính ở đây không quan trọng nhá, bạn có thể là nam là nữ. Và cho mình, và bạn đã cho mình một cái cuộc sống mới, một cái sự khởi đầu mới, một cái cuộc sống mới. Có thể là đôi lúc bạn sẽ hoài nghi, bạn sẽ có thể bạn sẽ nghĩ về những cái điều mà bạn đã trải qua trong quá khứ, có thể sẽ có hơi một chút gì đấy nuối tiếc. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là một những cái suy nghĩ trong phút chốc của bạn thôi. Bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được cái hào quang, cái sự chiến thắng của bạn. Bạn sẽ là hoàng đế, là nữ vương của cuộc sống của bạn, làm chủ hoàn toàn cuộc sống của bạn. Và bạn biết không, mình thấy là nếu như mà bạn có một cái khao khát về tình cảm ấy, thì có một cái tình cảm rất là đẹp đang đến với bạn, hoặc là đã đến với bạn.
Mình không biết trong quá khứ của bạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như nó liên quan đến tình yêu ấy thì bạn hãy luôn nhớ rằng là bạn xứng đáng được yêu. Bạn luôn luôn xứng đáng được yêu và có một cái tình yêu rất là đẹp, một cái tình yêu trúng số đang đợi bạn ở phía trước. Tụi bà này đẹp dễ sợ. Cái tình yêu, khi mà cái tình yêu này đến ý, thì nó sẽ đem đến cho bạn cái sự công bằng. Tất cả những cái thiệt thòi mà bạn đã chịu đựng, mà bạn đã vượt qua được ấy, thì bạn sẽ được đền đáp. Bạn sẽ nhận được những cái điều mà nó xứng đáng với cuộc sống của bạn. Bạn sẽ cảm thấy như mình giống như là người người chiến thắng ở đây. Và bạn sẽ có được những cái thứ mà bạn muốn. Đối với một số bạn ý, đây có thể là cái cuộc hành trình thức tỉnh tâm linh. Thì mình thấy cái thứ mà bạn tình yêu đến với cái cuộc sống của bạn ý, đó chính là cái thứ mà bạn đã có thể bạn đã sử dụng cái luật hấp dẫn để hấp dẫn nó vào trong cuộc sống bằng cái khả năng kiến tạo của bạn, bằng cái khả năng làm chủ cuộc sống của bạn. Bạn biết được cái gì phù hợp với mình và cái gì không, để có thể cho mình một cái chết, một cái con người cũ chết đi và sống một cái cuộc sống mới, một cái con người mới tốt hơn, rời khỏi những cái điều mà nó không phù hợp với bạn nữa. Mình thấy tụ bài này rất là đẹp đấy. Bạn hãy luôn luôn nhớ rằng là bạn xứng đáng được yêu. Có những cái điều tốt đẹp, tình yêu đang chờ bạn ở phía trước. Một cái cuộc sống mới. Ok, đó là thông điệp của số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Pep.